Alo 1 2 4 5 6 7 8. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại bây giờ là Duy đang giao cái xe Mercedes-Benz GLC 200 cho anh Nghĩa và chị Lên. Thì anh Nghĩa và chị Lên thì ở ngay Đồng Nai thôi các bạn, cách showroom Duy khoảng tầm hơn là 1 tiếng lái xe thôi, cho nên là ngày hôm nay Duy đi cũng trễ chứ không có là sớm. Thì các bạn biết rồi, thì ở Đồng Nai thì anh Nghĩa và chị Lên thì cách Long Khánh, cách chợ Long Khánh khoảng tầm là 20 cây số. Thì ở Long Khánh thì các bạn biết rồi, có rất là nhiều những trái cây ngon, chẳng hạn như là bơ nè, sầu riêng nè, hoặc là chôm chôm nè. Thì anh chị là chủ yếu là trồng về những cái mặt hàng trái cây đó đó. Thì một lát nữa khi mà đến nơi giao xe cho anh chị xong thì có thời gian Duy sẽ quay cho các bạn xem cũng như là tham quan cái vườn trái cây của anh chị, chắc là đã lắm á. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại nhà của anh Nghĩa và chị Lệnh nha. Và một cái thông tin nữa, mặc dù là gần đây trên báo đài đã có nói rất là nhiều rồi, thì về cái thuế trước bạ đã được áp dụng 5% cho những cái xe lắp ráp trong nước, thì Duy cũng xin nhắc lại luôn. Thì vào ngày 28 tháng 6 rồi thì chính phủ chúng ta đã thông qua cái vấn đề áp thuế 5% cho những cái xe lắp ráp trong nước rồi. Thì có rất là nhiều những cái chiếc xe mà bên Duy coi như là xuất tháng 5 luôn rồi các bạn, cho nên là vẫn đóng thuế và vẫn áp dụng thuế được bình thường đó. Thì trước ngày 28 tây, trước khi cái nghị định này mà được đưa ra, thì có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều là những cái chiếc xe mà xuất hóa đơn trước những cái ngày mà được phê duyệt của thuế thì sẽ không được áp dụng ha. Nhưng mà không, thì chính phủ chúng ta sẽ không quy định vấn đề đó, và chỉ là tính thuế từ ngay cái lúc mà cái chiếc xe đó nộp thuế thôi, vào cái ngày nộp thuế thôi. Thì những cái chiếc xe mà Duy xuất tháng 5 vừa rồi thì cũng đã đóng thuế và Duy cũng đã đăng ký cho những anh chị khách hàng xong hết rồi đó. Và tháng 7 này là một cái tháng mà hứa hẹn doanh số của Mercedes-Benz Việt Nam cũng như là Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy coi như là tăng trưởng rất là tốt luôn. Và tính toán được cái lộ trình mà của thuế, cho nên là Mercedes-Benz Việt Nam trong tháng này cũng sẽ cho ra nhiều xe hơn để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng hiện tại đó. Các bạn biết rồi, thì đối với những chiếc xe nhập khẩu thì bị thiệt thòi hơn rất là nhiều. Những cái hãng xe như là BMW, Audi hoặc là Lexus họ phải chịu thuế 10%, trong khi đó thì Mercedes-Benz rất là may mắn luôn và được hưởng trọn cái thuế này đó. Thì nhân cái cơ hội này thì Duy cũng là báo cho đến anh chị đó, những anh chị nào chưa biết thì hoặc là đang có dự định mua xe từ đây tới cuối năm thì hãy tiến hành ngay và luôn đi. Ngoài những cái chính sách mà ưu đãi thuế từ nhà nước thì Mercedes-Benz bên Duy cũng có những cái ưu đãi đặc biệt riêng dành cho những khách hàng khi mà mua xe tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, cũng như là những anh chị nào mà còn đang quan tâm hoặc là còn đang muốn biết về cái chương trình khuyến mãi như thế nào thì các anh chị có thể là gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 0914653979 đó. Thì ok đó, thì những cái thông tin mà Duy muốn chia sẻ đến các anh chị và các bạn là như vậy thôi đó. Và bây giờ thì Duy và anh chị cũng hai anh em cũng đang trên đường để mà đi ra giao chiếc xe cho anh Nghĩa và chị Lên đây. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Hồi nãy em đi qua chợ Cẩm Mỹ á, rồi xong rồi nó chỉ vô trong đây, nó quẹo vô trong đây là quẹo phải vô tới cây xăng hay gì, quẹo phải vô dạ. em sợ lạc đường em mới gọi anh nè, tại vì nó chỉ vô đây toàn là rừng không ạ. Dạ. Đường nhựa không à? Đường nhựa thì đẹp lắm anh. Đường nhựa không à? Không, em còn ở trong cái đường nhựa nhỏ này hai bên cao su luôn mà. Phải rồi. À, quẹo phải rồi hả? Đi tới cầu rồi.
qua cái cầu nhỏ nhỏ. Nè, tới ngã tư quẹo phải. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ok, anh sĩ biết không anh sĩ? Nó phải biết. Ok, ok. Trong đây này mát lắm anh, đường đẹp lắm, mát lắm. À, thôi đi vô đây sẵn trải nghiệm cái đường này luôn. Lần đầu em mới đi vô cái đường làng, đường thôn hai bên rừng như thế này luôn á. Đẹp lắm. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Ôi, đẹp quá anh sĩ. Đẹp thật đấy. Ô, đường hai bên toàn là rừng cao su không ạ. Bạn thấy không? Hai bên toàn là rừng cao su không ạ, rất là mát luôn. Ok, xíu nữa là tới nhà của anh Nghĩa rồi. Quẹo phải đúng không anh chị? Đúng rồi. Quẹo phải khoảng mấy căn là tới đó. Anh đang đợi mình đó. Rồi, đúng rồi. Sĩ bấm xuống đi anh sĩ. Cái này nó không trượt xuống được hả anh sĩ? Ở mặt trong nó không trượt xuống được hả? Được, được, nhưng mà mình kiếm cái chỗ nào mà... Nó láng hả? Không, nó láng cái chỗ nào. Chạy thử nhầm coi em không? Bữa rồi kêu anh chạy mà anh không chịu chạy. Được kiến lên đâu, cái nút kiến lên không? À, cái nút trên, ở trên đó anh. Trên này phải không? À, đúng rồi, bấm một cái thôi tự động. Anh nghĩa cài dây beo đi để nó kêu binh binh hoài. À, nhẹ quá ha. À, xe này chạy ngon hơn chiếc kia. Chiếc lát sạch anh chạy thấy cũng được rồi. Chiếc lát sạch anh đang đi là lát sạch gì? S350 đó. S350 anh mua lâu chưa? Anh mua cũng mấy năm rồi đó. 2012 hay 13 không? Không, 2008 là. À, bữa rồi anh nói em cái màu bạc á hả? Màu đen luôn. Màu đen luôn. Là chút xíu em đi cái đường này về nè. Dạ. Nếu mà em đi đường Long Thành, cái nút là chán, chiếc S anh còn chạy không? Không, anh bán rồi. Dạ. Bữa rồi em cũng có ông khách hàng, ông bán chiếc đó ở quận 7 luôn, ông mua chiếc C300. Mà ông đi cũng ít lắm, có 40,000 cây. Mấy lạnh anh chỉnh đây mẹ. Nè, cái này là tăng gió lên nè. Tăng gió lên nè. Không anh? Em dòng này chạy ai cũng thích á. Con anh bên đó đó, nó kêu thôi 30 mẹt đi. Con Mỹ anh hả? Con anh bên Canada nó cũng chạy chiếc mẹt. À, nó kêu thôi 30 mẹt đi. Chứ trước đó là anh tính mua chiếc gì nữa anh Nghĩa? Hồi trước đó hả? Dạ. Lát sạch nữa hả? Cũng tính chơi chiếc RX300. À, RX300 hay là NX? RX. À, RX thì dòng mượn ha. À, dòng như vậy luôn. Dạ.
dòng cao này luôn. Mà cái thằng 350 với 300 nó mới, cái thằng 300 mới ra thì thấy nó đẹp hơn. Mà chăm là xài máy nhỏ là hơn xíu đúng không? Không, máy thì sao? Dạ. Cái đường này á, nó quanh co anh ha. Đường này giống như là đường núi ha, nó quanh co. Chút xíu em đi về đường này nha. Dạ. Em chỉ ra tới cái ngã ba. Cái nếu mà về em về đường Long Thành phải không? Dạ. Nếu mà về đường Long Thành á thì về đường này nó gần hơn. Thứ nhất gần hơn, thứ hai nữa cái đường xá nó rộng. Dạ. Tính ra em chạy từ đó lên đây cũng gần 2 tiếng đồng hồ đó. Nãy giờ em đi cái đường đó là cái vườn trái cây ở trong đường đó đó. Của vườn trái cây của anh ha. Của bên bố vợ. Bố vợ. Vườn trái cây anh đi đây khoảng mười mấy cây nữa nhưng mà anh em tưởng đâu là bữa nay đi xuống đây là vô vườn trái cây anh được. Hay là anh ở nhà phố mà. Hết mùa. Dạ. Nó ở đây á, là tới tháng này là nó không còn mùa nữa. Dạ. Sầu riêng bơ thì tất cả các hết. Bây giờ tới cái vùng Bảo Lộc nè. Cái vùng Bảo Lộc là bắt đầu mới vô mùa nè. Bây giờ có chôm chôm không anh? Có chứ. Ồ, anh để sẵn bơ sầu riêng ở nhà đó. Vậy hả? Với mít cho em hả? Ừ. Cảm ơn anh nha. Là cái này là vườn của anh luôn đúng không? Ừ, hái ra đó, cái bơ đó em về anh ăn thử. Không biết em ăn chôm chôm đâu, với anh chôm chôm. Tại chôm chôm đây rẻ lắm. Bơ sáp. Ừ. Chôm chôm đây có mấy ngàn ký. Chôm chôm Long Khánh mà, ngon mà. Nhưng mà nó mất giá lắm, phải mấy ngàn đồng ký. Mà bây giờ em thấy ở ngoài chợ cũng ít mấy chôm chôm anh hả? Có đầy chứ. Nha. Yeah. Chợ chút xíu anh chạy cái đường này nó qua chợ. Trời, cái vườn thì có chôm chôm thái rồi này, chôm chôm này em thấy không, có nó hết rồi nè. Ở đây chắc là đất nó tính mẫu không hả anh? À, đúng rồi. Chứ đâu có tính mét không? Một mét nếu mặt đường tính mét. À. Mặt đường ngoài đây. Vô trong là một mét bao nhiêu? Nó hét thôi ha. Tới đây ha, em quẹo phải. Đem ra ngay chợ Cẩm Mỹ luôn nha. Dạ này nè. À. Đường này mọi em đi còn đẹp hơn cái đường kia nữa. Đường đồi núi đó. Dạ. Còn cái đường này là còn chỉ lại nhà mình. Dạ. Bây giờ đất mặt tiền đây nó cũng tính mét ngang ha. Đất mặt tiền đây khoảng 1 tỷ một sào, một công á. Công sào. Dưới nhà em là tính công á. Dạ. Em là Tiền Giang không? Không, em dưới Đồng Tháp. Đồng Tháp tính công ha. 1.000 mét vuông là 1 tỷ mặt đường nha. 1.000 mét vuông. Bây giờ 1 mét là 10 tỷ. 1 mét là 10.000 mét là coi như là một mẫu á. Một mẫu là 10 tỷ. Cái này nó mới làm. Em đi ra biển rất là gần, em thấy vùng Bình luôn. Dạ. Hồi nãy em đi ngang cái đường đó vắng lắm, hai bên vắng lắm mà đường rất là to. Đi ngang mấy cái trung tâm hành chính anh. Ừ, đúng rồi, trung tâm hành chính huyện. Mà chỗ đó dân còn ít quá anh ha. Ừ, chỗ đó cái huyện này mới thành lập đâu đây cách đây khoảng 8, 9, 10 năm mà. Hồi xưa là đó khu vực anh ở là của thuộc của Long Khánh. À. Long Khánh. Chôm chôm nè, chôm chôm nè, đó là hết mùa luôn rồi đó nha. À, mấy cây này nó đi chôm chôm nè, không anh? Hái hết rồi đó, hết chôm chôm đó. Dạ. Nè, chôm chôm còn trái nè, anh. Đường này chạy quanh co đã anh. Hả? Đường này đi chạy xuống. Mà đường nó láng nha. Muốn ghé thăm vườn chút xíu anh. Chắc vô vườn. Nhưng mà giờ không còn trái. Không còn trái thôi. Có dịp em ghé anh mà đi cái mùa có trái rồi. Mùng 5 tháng 5 á em. Mây Thái Hàm. Mùng 5 tháng 5 mới qua hả? Ừ. Ở đây đường xá xe cộ cũng vắng anh ha. Sáng thì đông nhiệt chút xíu, giờ đây dạ. Nhà bây giờ nhà nghỉ trưa hết. Đây là cái xe Sài Gòn. Đi Sài Gòn ha. Chạy tới Nguyễn Duy Dương là 1 năm. Nên là xe khách ha. Xe khách hả? Mà ở đây thì nếu mà sân bay Long Thành mà làm lên thì nó cắt nhau có khoảng mười mấy 20 cây hả? Anh nghe sân bay Long Thành gần. Nó giáp danh mà em, huyện này. Dạ.
bên cho một bên thì đưa mấy cái cây nhiều, đa phần ai cũng ai cũng vậy anh ha. Như là em thấy bây giờ ở đây bất động sản nhiều, em đi dọc đường thấy là bất động sản nhiều lắm. Đúng rồi, ở đây nó trên cái dân sân bay đến rất nhiều lắm. Dạ. Mà thời lúc mà cái sân bay nó cách đây mấy năm về trước anh thông tin nó rộ, chắc người ta lên đây mua nhiều, chắc bây giờ chắc nó bão hòa hả? Không, hay là còn? Cũng còn mua. Là già là già. Anh nghiên cứu con này lâu không mà quyết định mua luôn vậy anh? Ồ, có chứ, cũng có duyên với em á, chứ anh lên YouTube thấy em lên mấy cái xe đó. Dạ. Nói chung nhìn là ok, cái anh mới nghiên cứu tới cái xe mẹ này chứ. Ủa, trước đó anh cũng chưa không, hả? Không, không để ý tới. Dạ, cũng có duyên anh á. Có duyên mới. Chứ em nghĩ là anh phải tính toán anh con này trước rồi đó chứ, rồi tới lúc đó anh lên là lấy thôi. Anh lên một lần một thôi đó chứ, lên xong là về liền đó, không có đi cái hãng nào hết. Dạ. Thì con này em thấy là khách hàng em cũng bán nhiều, em yên tâm. Thì tháng rồi là em bán 9 chiếc xe, mà trong đó chắc là 6 chiếc GLC rồi. Nhưng mà trong đó có GLC 200 với lại GLC 300, GLC 200 Formatic nữa, với lại GLC Coupe nữa đó. Thì nói chung là trong dòng GLC thì bán được nhiều lắm. Dạ, ai chạy cũng thích đó anh. Mới nghiên cứu đây chưa nhiều. Anh chạy thấy êm ái quá không? Đâu có, từ hồi bán xe là mới có ý định thôi. Dạ. Chứ không phải là có ý định. Dạ, chiếc xe đó anh cũng bán cách đây chừng tháng hả? 2 tháng? Không, bán được mấy bữa là lên em liền. À bán xong là phải đi mua xe liền chứ không có xe đi. Phải đất đai anh nằm tới mười mấy cây số là anh phải lên đất nhiều. Đúng rồi, phải chạy qua chạy lại. Ở dưới đó chắc anh cũng thuê người trông coi hết ha? Đúng rồi, chứ mình đâu có trực tiếp đâu ha. Cây mới trồng mà. Thì anh trồng chủ yếu là sầu riêng, bơ, mít, chôm chôm. Chôm chôm phải không? Chôm chôm rẻ ha, giá liên tục, mất giá liên tục. Với lại chôm chôm mình như không có xuất khẩu đúng không anh? Đúng rồi, anh cũng không có giỏ nè, chôm chôm nó bán đầy. Sáng thì chợ này đông đó, em vừa mới qua để chợ của mình đó. Dạ. Đấy đó, ở nhà mình đó, bây giờ mình quen với nó này. Dạ, đó chiếc xe bus, xe của anh chị. Có chiếc xe máy trong đó anh đậu được không? Được chứ. Hay phải dắt xe em xuống dắt? Không cần. Em che vô cho thằng luôn nhé. Rồi em xuống được rồi đó. Dạ. Che vô luôn. Dạ. Chụp làm gì? Trời ơi. Tự đó. Nó vô đó, tập vô. Ừ. Ờ, máy tính đăng xe em hướng dẫn anh hả? Ừ. Sợ chứ, để em biết xài chứ rồi, xài tới đâu rồi, hỏi em tới đó rồi. Từ từ mò lá nè. Từ từ mò. Vừa nữa. Trời. Vừa tập liên cơ ở trong phòng hết. Còn vừa nữa hả? Có vừa nữa hả? Mất nữa nè. Mất nữa. Sao tiện rồi? Em lấy gì rồi không có chỉ có gì đi ngang lại mình phải lấy. Để kèm chung giấy tờ cho chị. Vì chú em phải giấy tờ đi đâu á, chị phải tính tiếp. Đúng rồi, chị có lên thì chị gái lấy luôn. Đèn của anh đó, anh giữ lại giùm em là chế độ auto giùm em thôi. Rồi đó. Tự bật hết luôn phải không? Tự bật lên, hằng ngày nó bật không nào, anh làm việc nó bật lên. Ừ. Nhưng mà nó bật lên. Ừ. Ha, rồi con gái cũng phải nữa, cái đèn khác nhau. Còn hai cái này, hai cái đó là lấy số, anh đi bằng tay là em mời này.
anh không có tự lấy cho nó vô số nhưng mà anh không vô số. Cái này bên này lấy số, bên này bên đó là tăng số, bên kia là giảm số. À rồi, anh hiểu. Nhà anh không tự lấy giảm số. Rồi. Còn cái chế độ lái của xe nằm ở đây. Anh lái bình thường ở chế độ comfort, nhưng mà khi mà anh thích thì lái chế độ sport hoặc là chế độ sport cộng hoặc là chế độ lái riêng cá nhân của anh. Thì thông thường thì em chỉ thấy là chạy là sport hoặc comfort, sport là nhiều. Còn một chế độ cho thì cài đặt theo ý của anh. Mình trả chế độ em máy được. Đó thì nó có đang tìm này. Cái này như con chuột luôn. Hết tiền rồi đừng gì nữa. Trời lấy tiền nhiều lắm á. Tiền đâu mà để nữa. Rồi cái bút này xài sao vậy? Cái gì? À, có cái vỏ mà hết tiền rồi để gì nữa? Cái này là cái USB anh. À, cái USB. Dạ. Cái viết. Cái nước. Cái này là mình nước. À, cái này. Một đó ký lấy tiền đó. Cái này nhận cái tiền mấy cái sổ nè. Cái này là cái nợ gì đó vô. Với lại ở trong cuốn dưới này nó có cái cuốn về dịch vụ khách hàng, là cái về vấn đề bảo hành đó anh. Anh tham khảo thêm. Rồi rồi. Cái đó để chút xíu mình để coi. Nghiên cứu để. Ở dưới đây thì có bánh xe dự phòng. Có để đồ nghề ở dưới cũng được mà. Để tiền dưới cũng được. Để khóa lại đây, khóa lại được. Còn cái này là cái bạc túi xe. Túi y tế. Hay là túi dưới đây ăn cơm đi. Hả Huy? Rồi. Tới giờ cơm rồi. Chắc em chạy về luôn. Để gì dọc đường anh đâu? Thì xuống đây ăn miếng cơm gà nè. Dẫn xuống ăn cơm đi. Cũng trên đường về luôn á anh. Dạ. Quay xe xuống đi rồi ăn xong chạy luôn. Ông chị nó đi đường mới đi. Ừ, nãy giờ chị rồi, nãy giờ chạy đường mới mà. Ừ, đi đi, ba anh em đi ăn cơm đi. Chị cũng không nấu cơm. Nhà chị không ăn cơm. Không, em đi ăn đi, chị không ăn cơm. Từ hồi nó còn bé anh lên đến phải cả năm trời nó mới ăn được. Em tưởng nó gà nào cũng gà nào. Nam sĩ nó cắt đâu, đâu phải gà nào cũng như gà nào đâu. Gia mua trứng gà ăn cám mình ăn về vợ vợ e cả. Vậy hả? Quán này anh có hay ăn không? Cũng hay mua, vì nhiều khi nhà không nấu cơm là bà xuống đây bà mua về cho anh ăn. Tại nhà đâu có hay ăn đâu, bà làm biến bà nấu một cái là bà đi cho mình ăn cơm tiệm suốt thôi. Em thì thích ăn cơm ở nhà. Nhưng mà nhà thì có mình anh à. Không ra là cũng ít quá, cái chị không biết nấu sao. Trời ơi, nấu cơm xong y như cái bánh tráng vậy á, mất gạo. Thì đó. Em nghĩ đi. Từ lúc mà đầu năm tới giờ là mùa dịch tới giờ anh mua 50kg gạo mà anh mới có hết có 10, hơn 10kg xíu là 6 tháng rồi đó. À, Duy và anh Sĩ vừa mới bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Bumatic cho anh Nghĩa và chị Lên xong thì bây giờ hai anh em bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là khoảng tầm 3 giờ rưỡi á, Duy có hẹn ở showroom nữa, cho nên là hai anh em bắt đầu phải tranh thủ quay về. Còn nếu mà có thời gian á thì hai anh em đã bắt đầu là vào vườn của anh Nghĩa và chị Lên để mà tham quan cũng như là quay cho các bạn xem rồi. Với lại á, là anh Nghĩa có chia sẻ thì cái mùa này thì bắt đầu là trái cây nó cũng đã hết mùa rồi, cho nên là trong vườn nó cũng không có nhiều trái cây nữa, cho nên là thôi để hẹn các bạn vào cái dịp khác nha. Đó thì khi mà đến nơi giao chiếc xe gọi là C200 Bumatic này cho anh Nghĩa và chị Lên á, thì chị cảm thấy là anh chị rất là dễ thương ha, rồi coi như là rất là nhiệt tình luôn đó. Thì còn dắt Duy và anh Sĩ hai anh em đi ăn rồi bắt đầu mới cho về nè. Đó thì những cái chuyến đi giao xe như thế này các bạn, mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật nữa, tức là ngày nghỉ của Duy, nhưng mà những cái chuyến giao xe như thế này thì cũng rất là vui ha. Thì với lại ngày hôm nay á, là cuối tuần nữa cho nên là cũng khá là thư thả hơn những ngày thường rất là nhiều đó. Nhưng mà do là có hẹn ở showroom cho nên là Duy phải quay về lại thôi.
còn không là Di sẽ có những cái cảnh quay ở trong vườn này đó cho các bạn xem rồi. Đó thì những cái chuyến hành trình của Di thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Mỗi khách hàng thì mỗi khác nhau, mỗi khách hàng thì mỗi cái điều kiện, mỗi công việc khác nhau. Đó thì những cái chuyến đi như thế này thì Di lúc nào cũng muốn lưu lại những cái hình ảnh để mà sau này khách hàng có thể là xem lại những cái chuyến đi cũng như là kỷ niệm luôn cái buổi nhận xe. Đó thì những cái video clip của Di thì cũng đơn giản vậy thôi. Nếu các bạn mà cảm thấy video clip của mình hay thì bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha.